Trông thế nào, xinh hơn không? Bên này là vợ mới, em bên này là vợ cũ anh. Hello chị. Em vẫn luôn ngắm chị con đi chơi đấy. Quá đẹp luôn, đẹp chị. Đơn quá. Trải nghiệm rồi thì thấy rất là dễ chịu này, mà không nghĩ là làm nhanh như thế mà nó lại hiệu quả như này. Nhìn mọi người có thể thấy là nửa mặt bên này của chị này, nó cái cơ nó đã nâng lên rất là nhiều, đúng, nhìn mặt thì kiểu bị lệch luôn đấy, thành hai con người. Tại không thấy nào xinh hơn không? Bên này là vợ mới, em bên này là vợ cũ anh. Cảm ơn chị.